thì tập trung từ các tỉnh thành phố về để được tiếp tục theo dõi chặt, giám sát các sàng lọc các nhóm nguy cơ trong cộng đồng. Thì hiện nay chúng ta vẫn tiếp tục. Khi mà nhận định về kinh tế xã hội thành phố
cho năm 2021 thì chúng ta cũng đã nói rất rõ là nguy cơ dịch bệnh quay trở lại là đang hiện hữu và rất là có nguy cơ cao. Cho nên trong cái chỉ đạo của thành phố cũng đã khẳng định, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tất cả chúng ta, cả hệ thống chính trị, từ bên đảng đến các cơ quan quản lý nhà nước, mặt trận và các tổ chức đoàn thể, từ thành phố xuống quận huyện và cơ sở, đều phải thực hiện cái bằng được mục tiêu kép. Đó là vừa phải là hoàn thành những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm, nhưng đồng thời không được lơ là trong công tác phòng chống lây lan trong cộng đồng của dịch bệnh COVID. Tôi xin nhắc lại là phòng chống lây lan chứ chưa phải là loại dịch. Và Ủy ban thành phố cũng đã nhắc đi lại nhiều lần. Chúng ta đây là khâu đầu tiên, khâu rất quan trọng. Và trong thực tế, đến giờ này các đồng chí cũng đã thấy được rõ rồi. Như vậy đã xuất hiện những ca nhiễm bệnh ở tại hai địa phương phía Bắc. Và nguy cơ lây lan trong cộng đồng và dịch chuyển các cái nguồn bệnh đó từ ở bên ngoài và đến thành phố cũng đã được lên. Thì mình, giống như anh Bình có nói, mình là một trung tâm về nhiều mặt và đặc biệt là trung tâm về giao thông vận tải, kể cả đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển. Cho nên những việc mà các cái nguồn lây nhiễm có thể xâm nhập vào thành phố là rất là rộng. Đòi hỏi chúng ta phải hết sức là tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát. Trước tình hình đó và thực hiện cái công điện này cũng như theo đề xuất của Sở Y tế thì tôi xin thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị ngành y tế thành phố, các cơ quan của thành phố, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch bệnh của chúng ta trên địa bàn của mình ở từng cơ quan và lĩnh vực công tác với bốn nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất là sẵn sàng về cơ sở vật chất, năng lực để đảm bảo cho các cơ sở cách ly của địa phương và của thành phố sẵn sàng tổ chức đón nhận và cách ly theo quy định. Như vậy là chúng ta phải chuẩn bị lại cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế, rồi các quy trình hoạt động vận hành sẵn sàng để chúng ta đón có những cái trường hợp nhiễm virus COVID, có thể là nhiễm chính thức hoặc là F1 hoặc là F2 theo đúng cái quy định của chúng ta. Như vậy quận huyện nào mà hiện nay chưa sẵn sàng, thuốc cũng chưa có hoặc là chưa chuẩn bị kịp, đội ngũ cán bộ chúng ta cũng đang phân tán, hoặc là lực lượng y tế, nhân viên y tế cũng chưa tập trung, thì đề nghị các đồng chí tổ chức lại, bố trí lại và sẵn sàng cho cái chúng ta thực hiện cái việc phòng chống dịch bệnh của chúng ta. Việc thứ hai là mở rộng cái phạm vi tầm soát y tế hoặc tầm soát y tế để đảm bảo có những biện pháp ngăn chặn phù hợp. Thì việc này là COC của thành phố chúng ta sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương để chúng ta triển khai thực hiện. Mà cụ thể là gì? Tăng cường giám sát nguy cơ lây nhiễm COVID trong cộng đồng bằng các xét nghiệm sàng lọc cho các nhóm nguy cơ cao. Ví dụ như trong những cái trường học, bệnh viện, nhà ga, sân bay, các cái khu vực có đông công nhân, những cái khu vực ở tập trung. Cái này, việc này thì COC của thành phố sẽ phối hợp với địa phương chúng ta triển khai thực hiện. Việc thứ ba là tăng cường đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám và chữa bệnh của thành phố. Cả hệ thống khám và chữa bệnh, từ các cơ sở khám chữa bệnh của thành phố đến các cơ sở khám chữa bệnh của địa phương ở cơ sở. Như hồi nãy mình có nói là chúng ta phải là trước hết là gì? Người nào đến khám bệnh thì phải không sao. Thứ hai là gì? Thứ hai là cán bộ, công nhân, viên chức, ngành y tế phục vụ trong các bệnh viện, các cơ sở khám bệnh cũng phải tầm soát, phải khám sức khỏe thường xuyên. Thứ ba là chúng ta phải tính toán
để mà có một cái nơi để sẵn sàng chữa trị những bệnh nhân của mình nhưng mà có nhiễm COVID-19. Và cái thứ tư nữa là chúng ta phải sẵn sàng kích hoạt cái ứng phó bệnh COVID-19 ngay trong cái bệnh viện của mình, tinh thần là như thế. Và cái thứ tư là thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên ở cơ sở cho đến địa phương, rồi các địa phương, các sở ngành thì báo cáo về cho thường trực ban chỉ đạo COVID-19 của và ở đây tôi nói là báo cáo thường xuyên, có nghĩa là báo cáo nhanh, báo cáo không theo thời gian, có vấn đề cần báo cáo là phải báo cáo ngay để cho các cơ quan của thành phố ứng phó xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố. Đó là bốn nhiệm vụ rất là quan trọng, cần thiết phải thực hiện ngay để chúng ta kích hoạt cái hệ thống kiểm soát và tầm soát để chúng ta ngăn chặn cái phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố chúng ta. Việc thứ hai, trước tình hình như thế thì thành phố mình có một số địa phương có những cái người ta tiếp xúc gần với bệnh nhân F0 và F1. Do đó thì tôi đề nghị là các địa phương đó cần có quận 5, quận 6, quận 9, quận 10, rồi quận Tân Phú, rồi các đồng chí phối hợp với ngành y tế tiếp tục truy xét những trường hợp còn lại và thực hiện nghiêm ngặt cái việc cách ly tùy theo mức độ để đảm bảo làm sao cho nó an toàn hơn nhất. Mặc dù là anh Bình cũng nói là trong 6 trường hợp, 7 trường hợp, 6 đã có kết quả là âm tính, còn một trường hợp thì đang chờ. Nhưng chúng ta cũng không được phép chủ quan, bởi vì cũng biết được là có những trường hợp là xét nghiệm lần 1 thì âm, nhưng mà xét nghiệm lần 2 thì nó lại cũng chưa biết được. Cho nên phải có cái thời gian đủ lượng thì mới đảm bảo tính an toàn. Cho nên các chí đừng có chủ quan mà các mất cảnh giác nữa. Thứ hai là tất cả những sự kiện mà chúng ta dự định tổ chức, đã có chủ trương dự định tổ chức và sẽ tổ chức trong thời gian sắp tới, đặc biệt là những hoạt động kỷ niệm ngày thành lập đảng, chào mừng đại hội đảng thành công, rồi là những hoạt động chào đón năm mới Xuân Tân Sửu 2021. Những cái việc này đó, chúng ta đã có kế hoạch, đã có chủ trương, thì tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục thực hiện bình thường, nhưng các đồng chí phải thực hiện nghiêm ngặt cái giải pháp 5K của chúng ta. Tôi xin nhắc lại các đồng chí là như thế. Ví dụ như là phải đeo khẩu trang, ví dụ như là phải khử khuẩn. Những nội dung nào các đồng chí thấy nó vượt quá mức của mình, cái quy mô quá lớn mà nguy cơ cao, thì các đồng chí thực hiện cái không tụ tập đông người, để giãn cách ít người hơn, tính toán cân nhắc lại. Nhưng tinh thần chung là các đồng chí tổ chức bình thường, nhưng cách làm của chúng ta thì phải siết chặt cái kiểm soát này. Ở đây ý muốn nói là những cái nội dung đã có kế hoạch, đã có chương trình thì vẫn diễn ra bình thường, không có vấn đề gì phải bị bỏ. Nhưng sắp xếp tổ chức lại cho nó chu đáo hơn, chặt chẽ hơn, kiểm soát được tình trạng, kiểm soát được dịch, để tinh thần là như thế. Còn những trường hợp, những hội nghị, những cái hoạt động chưa có chủ trương thì xin các đồng chí tạm thời chúng ta đừng bàn tới đó. Như vậy là mình có nhiều hoạt động thì bây giờ có thể các đồng chí còn sức, còn muốn làm thêm thì thôi, xin các đồng chí đừng nghĩ nữa, đừng làm gì thêm nữa. Chúng ta tập trung làm cho tốt những cái chúng ta đã có. Đồng thời chúng ta tập trung để suy nghĩ cách ứng phó với dịch bệnh. Tinh thần cũng báo cáo đồng chí là như vậy. Dĩ nhiên thời gian này nó kéo dài bao lâu thì việc này do ban chỉ đạo thành phố sẽ cho ý kiến. Thì tôi xin nhắc lại là những nội dung mà thành phố đã có chủ trương, chính quyền địa phương các đồng chí đã có chủ trương thì các đồng chí tổ chức bình thường, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh. Như hồi nãy tôi cũng nói là nếu như quá tải và cảm thấy không ổn trong tổ chức thì các đồng chí có thể giảm bớt số lượng người dự hoặc là dự theo dạng trực tuyến, và việc đó do các chỉ huy.
tinh thần là như thế. Tuy nhiên hôm nay bình thường không có vấn đề gì, nhưng ngày mai tình hình thành phố có khác thường thì có khi chúng ta cũng phải dừng tất cả hoạt động. Tinh thần mình nói để các đồng chí hình dung thì bây giờ chúng ta chưa có gì để nói để là đề nghị các đồng chí hãy ngừng cả, nhưng trong quá trình làm phải chú ý thực hiện nghiêm túc các cái quy chế, quy định, quy trình để phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID của thành phố chúng ta. Cái thứ ba là tôi đề nghị là thông báo rộng rãi để cho mọi người dân biết tình hình diễn biến dịch bệnh trên phạm vi cả nước, và đặc biệt phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Tôi xin nói là chính xác là gì, thì không nên để cho là mọi người dân thành phố mình hoang mang lo lắng không được, nhưng mà đồng thời cũng không được phép chủ quan lơ là. Tinh thần là như thế, ai cũng tự bảo vệ mình, mình bảo vệ được mình thì mình mới bảo vệ được người khác, mới bảo vệ gia đình, mới bảo vệ được cái xã hội. Cho nên mọi người ra đường thì cũng phải đeo khẩu trang, thực hiện các cái biện pháp khử khuẩn khi vào cơ quan, thực hiện các cái biện pháp khử khuẩn ở các nơi công cộng. Cách làm chúng ta là như thế. Tinh thần là xin đề nghị các đồng chí là như vậy. Tức là thông tin thì thật sự là chính xác, trung thực, không làm lớn chuyện để hiểu không đúng bản chất của vấn đề, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân thành phố. Thì tinh thần xin báo cáo đồng chí. Nhưng đồng thời đó thì cũng đề nghị là vận động tuyên truyền cho nhân dân để có chủ động khai báo y tế đối với những trường hợp mà đã đi qua khu vực có dịch ở những địa phương có dịch về thành phố này. Thì này các chị thấy rồi, là 7 trường hợp như vậy là phần lớn là khi nghe tin người ta bà con rất tự giác. Tôi cho rằng cái tinh thần đó là tích cực, trước hết là để chữa bệnh cho mình, khám là chữa bệnh cho chính mình, cho gia đình mình, sau đó mới là cộng đồng. Tinh thần tự giác đó phải được phát huy, làm sao cho mọi người dân thành phố, người trong nhà có người thân đi qua những cái khu vực có dịch thì nên có khai báo y tế và kiểm soát xét nghiệm y tế theo đúng quy định, để chúng ta đảm bảo bản thân mình tốt hơn, không bị dịch bệnh và cả xã hội cộng đồng không bị lây lan dịch. Và tinh thần là cũng khuyến khích để cho người dân chúng ta thực hiện cái khai báo y tế. Và cuối cùng đó thì tôi cũng xin đề nghị là các đồng chí báo cáo lại với lại ban thường vụ cấp ủy cũng như tập thể ủy ban nhân dân của mình, và các đồng chí chủ động phối hợp điều phối ở ngay trong đơn vị và địa phương của mình để giải quyết những cái trường hợp cụ thể của địa phương và đơn vị.